Hello YouTube, lại là, là mình của đây và hôm nay của rất vui khi được quay trở lại và muốn giới thiệu đến các bạn một video hoàn toàn mới đó là chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập môi trường lập trình AI trí tuệ nhân tạo hay cụ thể hơn đó là Machine Learning và Data Science là một trong những topic rất hot hiện nay và để chúng ta có thể set up được một môi trường phát triển những phần mềm về AI thì đầu tiên chúng ta cần phải có Python thì để cài đặt Python các bạn có thể vào website python.org và các bạn đưa trong chỗ chuột vào một download để các bạn hãy chọn được các cái phiên bản cài đặt phù hợp với hệ điều hành của mình. Ở đây Python có thể support Windows, macOS và những platform khác. Và hiện tại phiên bản Python mới nhất là 3.12.0. Và khi nhắc đến Python, có một cái tool rất là phổ biến và nổi tiếng đó chính là Conda giúp cho các bạn có thể manage các cái package cũng như là environment là môi trường để các bạn phát triển phần mềm. Vậy thì Conda là gì, cũng như cách thức để cài đặt và sử dụng Conda như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video của ngày hôm nay. trước khi bắt đầu thì mình cũng có một thông báo nhỏ nhỏ đó là hiện tại mình đang xây dựng một Discord channel có tên là Kostyl and Friends là nơi mà mình có thể giao tiếp với các bạn một cách dễ dàng hơn thông qua các discussion topic chẳng hạn như là data science, data engineering, deep learning, Kaggle projects Ngoài ra thì mình cũng có tổng hợp một số learning resource và cũng được chia thành từng chủ đề một để cho các bạn có thể tiện tham khảo và theo dõi. Quay trở lại với video của ngày hôm nay thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thế nào là Conda. Thì Conda là một cái open source, tức là mã nguồn mở, package và environment management system. Ở đây nó sẽ có hai vế. Thứ nhất là Package Management, tức là Conda là một cái phần mềm giúp cho các bạn quản lý và cài đặt các cái thư viện của Python và cái thứ hai đó chính là environment management, tức là conda còn giúp cho các bạn manage luôn cả những cái environment là những cái môi trường lập trình và conda có thể chạy được trên cả Windows, MacOS lẫn Linux tức là nó có thể chạy trên được cái, tất cả những cái hệ điều hành hiện hữu. Ở cái bé thứ nhất conda là một cái package manager thì nó sẽ giúp cho các bạn tìm kiếm và cài đặt những cái package. Nó ở đây mình có mở ngoặt ra là Python package cũng như là những cái package của ngôn ngữ khác luôn thì cái này là một cái điểm nổi trội giữa conda so với pip đối với pip thì các bạn chỉ install được những cái python package mà thôi ngoài ra nếu như các bạn muốn phát triển một cái phần mềm mà nó yêu cầu một cái version python khác chẳng hạn như là python 3.12 nhưng mà hiện tại cái python version ở máy tính của bạn các bạn là python, python 3.9 thì các bạn không cần phải chuyển qua bất kỳ một cái environmental manager nào khác bởi vì conda sẽ giúp bạn làm việc đó bởi vì nó chính là environment manager các bạn hoàn toàn có thể tạo một cái môi trường lập trình python cho 3.12 mặc dù ở trên máy tính của bạn đang cả version python hiện tại chỉ là python 3.9 và đặc biệt hơn hết là conda nó tightly Couple tức là conda nó đi theo hai cái software distribution đó chính là Anaconda và Miniconda thì ở đây các bạn sẽ phải thấy được sự phân biệt rõ ràng. Thứ nhất conda nó chính là một cái package manager cũng như là environment manager tức là nó là cái phần mềm quản lý các cái package cũng như là quản lý các môi trường còn Anaconda và Miniconda nó là software distribution thì software distribution nó là một cái collection của những cái package tức là những cái bộ sưu tập những cái package mà có thể được install là có thể được cài đặt ở trên một cái hệ thống để hiểu rõ hơn về Anaconda và Miniconda thì mình đã làm sẵn một cái slide để giải thích cụ thể hơn thế nào là Anaconda và thế nào là Miniconda như các bạn đã biết thì cả Anaconda và Miniconda nó đều là những cái software distribution và Anaconda thì nó được tạo ra bởi một công ty rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực về analytics đó chính là continuum analytics và nó là một cái full distribution của những cái software có trong py data ecosystem là một cái hệ sinh thái về data cũng như là nó chứa những cái binary những cái file binary những cái file cài đặt của hàng trăm các cái third party open source project tức là những cái, tức là những cái project có mạng nguồn mở. Còn miniconda thì thực chất của nó chỉ là một cái installer để cài đặt một cái môi trường conda và nó chỉ chứa mình conda cũng như là một số cái dependency cơ bản do đó là nó sẽ rất là nhỏ gọn nhẹ và ở đây mình có kiếm được một cái hình để minh họa một cách dễ dàng trực quan hơn thì các bạn sẽ thấy conda là cái chung nhất mà mini conda và anaconda đều có thì đối với mini conda thì nó sẽ bao gồm đó là conda cũng như là python và những cái package cơ bản còn anaconda thì nó chính là bao gồm mini conda cũng như những cái high quality package khác tiếp theo thì mình sẽ giúp cho các bạn phân biệt sự khác nhau giữa conda và pip thì pip hay còn được biết đến với tên đầy đủ đó là pip install package nó là một cái official package manager của python tức là là cái phần mềm quản lý những cái package chính thức của python và nó giúp cho các bạn cài đặt những cái package mà được publish là được đăng lên trên cái python package index pypy thì đây chính là cái trang PyPy là nơi mà các bạn có thể, có thể tìm kiếm tất cả những cái Python Package mà các bạn cần. Chẳng hạn như các bạn muốn tìm tree thì các bạn có search vào đây và các bạn có thể thấy được package mà các bạn mong muốn và để cài đặt những cái package này các bạn chỉ cần dùng lệnh cho mình đó là pip install và cái tên của package đó là Boto3 thì các bạn có thể cài đặt cái package này xuống máy tính của các bạn thì đó là pip thì pip nó chỉ là một cái package manager mà thôi còn conda nó không chỉ là một cái package manager mà nó còn gọi là cross platform environment manager tức là giúp cho các bạn quản lý môi trường lập trình các platform khác nhau và nó language agnostic là nó không phụ thuộc vào bất kỳ một ngôn ngữ nào còn pip nó chỉ dùng cho python mà thôi và nó chỉ là package manager thì đối với pip khi mà các bạn muốn tạo một cái isolated environment tức là một cái môi trường riêng biệt để cho phát triển cho một cái sản phẩm nào đó thì các bạn phải dùng thêm một cái package đó chính là virtual land hoặc là ven để các bạn tạo ra một cái virtual environment và tiếp theo thì mình sẽ muốn chia sẻ một số cái myth hoặc là misconception về conda mà đã được tổng hợp bởi trang viết Pythonic Paramulation. Đây là một cái bài viết mà khá là hay và mình rất tâm đắc bởi vì nó giúp cho mình hiểu ra được những cái khái niệm mà trước giờ mình đã hiểu sai về conda. Thì trong khuôn khổ của video ngày hôm nay, mình sẽ highlight một số những cái myth chính thì một số cái misconception mà mình muốn clarify. Thì đầu tiên đó chính là conda nó hoàn toàn 100% là open source tức là 100% mã nguồn mở. Còn Anaconda thì do nó là nó tạo ra bởi một cái công ty Continuum Analytics nên là nó thuộc cái quyền sở hữu trí tuệ của cái công ty này. Nhưng mà ngày nay thì Anaconda cũng đang được dần dần open source hóa nên là khi mà các bạn sử dụng Conda hay là Anaconda để phát triển phần mềm thì các bạn hoàn toàn không phải lăng tăng gì về quyền sở hữu trí tuệ. Một cái thắc mắc thứ hai đó là những cái package ở trên default channel của Conda thì thực sự là nó chưa có hoàn toàn open source. Nhưng và vào năm 2016 thì đã có một cái channel khác có tên là Conda Force được tạo nên và nó chứa những cái tool để tạo ra những cái community driven build tức là những cái build mà dành cho cộng đồng. Nó là những cái version open source mà các bạn hoàn toàn có thể cài đặt mà các bạn hoàn toàn không phải lăn tăng gì về vấn đề bản quyền. Thì Conda Force nó chính là một cái community led collection là một cái bộ sưu tập do community xây dựng nên, do cộng đồng xây dựng nên. Nó bao gồm những cái công thức, những cái build infrastructure, những cái distribution cho Conda Package Manager thì đây chính là cái giao diện của Conda Force và các bạn hãy navigate vào trong cái một package và các bạn hãy tìm được tất cả những cái package hiện hữu ở trên Conda Force Channel. Ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ có một cái Anaconda Channel là nơi chứa những cái package, những cái package được maintain bởi Continuum Analytics. Quay trở lại với slide bài giảng thì tất cả những cái pattern package mà các bạn develop, các bạn hoàn toàn có thể load lên trên cái Conda Forge Channel và nó có thể xuất hiện ở trên cái Conda Forge Channel này luôn. Thông qua những bước sau đây thì đầu tiên là các bạn sẽ phải publish cái code lên trên top Bitbucket hoặc là PyPi và sau đó các bạn sẽ tạo những cái công thức cũng như là metadata file và sau đó các bạn point nó đến cái code mà các bạn upload lên trên cả cái platform ở, ở bước số 1 và sau đó các bạn list down ra những cái dependency của cái package của các bạn và các bạn hãy các bạn lên cái GitHub repo của conda force state recipe và các bạn tạo một cái pull request thì sau khi mà cái pull request đã được approve thì những cái file binary của cái package của các bạn nó sẽ được build ở trên các cái hệ thống như là Windows, Mac OS hay là Linux và nó sẽ tự động load vào trong cái Conda channel và những cái cập nhật hay updating những cái package của các bạn sẽ được diễn ra một cách hoàn toàn transparently tức là hoàn toàn giám sát một cách công khai và nó được review bởi những cái collaborator và được test bởi những cái hệ thống uh, CI là continuously integration trước khi mà nó được go live và do có sự phát hiện của cái channel Conda Force nên là nó sẽ có một cái phiên bản biến dạng của Mini Conda đó chính là Mini Force thì cả Mini Force và Mini Conda nó đều là minimalistic Conda installer nhưng mà cái sự khác nhau giữa hai cái Conda installer này đó chính là Mini Force thì nó những cái package khi mà các bạn Conda install thì nó sẽ đến từ cái Conda Force channel trong khi Mini Conda thì những cái package installation nó sẽ đến từ Anaconda channel. Và nếu như các bạn nào muốn tìm hiểu chi tiết và cụ thể hơn về Conda thì ở đây mình đã có soạn sẵn một cái file markdown về Conda mình đã upload ở trên Code Explorer repo và nó nằm ở trong repository có tên là Python các bạn vào trong cái mục doc và conda markdown đó chính là cái file mình đã tổng hợp về conda và các bạn cũng đừng lo lắng mình sẽ đính kèm cái file markdown này ở phía dưới phần mô tả để các bạn tiện theo dõi trong ví dụ hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn install mini force thì bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành cài đặt mini force để cài đặt mini force thì các bạn sẽ vào cho mình cái trang github conda force mini force này và đối với lại cái hệ hành tương ứng các bạn sẽ tải cái file cài đặt trong trường hợp của mình thì mình sẽ làm OS X, tức là Mac OS và mình sẽ chạy trên con chip là của Apple Silicon thì mình sẽ tải cái file miniforce macOS Mac OS ARM 64 này về còn đối với bạn nào mà xài Windows thì các bạn có thể xài x86 sau khi mà miniforce sẽ được tải xuống cái folder download của mình ở đây nếu như các bạn xài Windows thì các bạn sẽ click vào cái file miniforce này và thực hiện theo hướng dẫn còn nếu như các bạn đã xài Mac OS giống mình thì mình sẽ cùng nhau cài đặt cái file mình sẽ chạy cái file .sh này nha các bạn đầu tiên mình sẽ phải cho nó cái quyền CX mode, EXECUTION Tức là cho nó cái quyền được chạy ở trên máy tính của mình Thì ở đây mình sẽ cho cái file này Bước tiếp theo chúng ta chỉ cần chạy cái file này thôi bằng cách gọi lệnh SH Và đặt cái gọi cái tên cái file Thì nó sẽ prompt cái quá trình mà các bạn cài đặt Thì tương tự như bên Windows là các bạn phải Enter để đồng ý các cái điều khoản Các bạn press Enter để đồng ý các điều khoản Yes và sau đó prompt mình là mình muốn cài đặt cái Miniforge ở đâu thì ở đây mình muốn cài đặt ở trong User của explore và với cái folder là Miniforge 3 mình press enter để confirm cái location mình muốn cài đặt và bây giờ Miniforge đã được cài đặt trong máy tính của mình và installer prompt mình là mình có muốn initialize Miniforge bằng cách là run conda init hay không thì mình sẽ yes để mình init cái conda environment trên cái máy tính của mình mình bấm yes vậy là coda đã được chạy đặt xong trên máy tính của mình và chúng ta có thể check coi là coda đã được cài đặt hay chưa thì để làm được việc này các bạn có thể check coda gạch gạch version để chúng ta tìm hiểu coi là version của coda là bao nhiêu À, sau khi cài đặt xong thì chúng ta cần phải restart cái terminal này để cho những cái thay đổi nó được take effect. Bây giờ mình sẽ bật lại item. Các bạn thấy là bây giờ ở đây nó có thêm một cái gọi là base environment. Bây giờ mình sẽ gọi lệnh là, là conda version. Thì các bạn thấy conda ở đây có version là 23, .1. 23 3 1 23.3.1. Bây giờ mình sẽ check coi là cái Coda này hiện tại có những environment nào thì các bạn sẽ dùng là Coda in env và list Các bạn ấn Enter thì hiện tại mình đang có cái base environment đó là của miniforge 3 Và bây giờ mình gõ thử Python Thì các bạn sẽ thấy đây Python đây là Python 3.10 và là Python này nó đến từ base environment bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tạo một cái environment cho một cái project thì bây giờ mình sẽ vào folder repo và mình sẽ tạo một cái folder mới có tên là tensorflow thì mình sẽ cd vào trong folder tensorflow và bây giờ mình muốn test thử là mình sẽ tạo một cái environment một cái môi trường để mình phát triển mình lập trình code tensorflow và mình muốn sử dụng luôn cả cái tensorflow trên chip m2, m2 của macbook bởi vì cái máy tính hiện tại của mình đang là máy M2 nên là mình sẽ cài đặt thêm một số cái cái dependency mà chỉ có trên Apple Metal tức là chip của Apple để test xem coi là cái TensorFlow có được cài đặt một cách đúng năng Bây giờ mình đang ở trong folder TensorFlow thì việc đầu tiên các bạn cần làm cho mình đó là các bạn sẽ phải create một cái environment mới. Thì để tạo một cái environment mới thì các bạn có thể dùng là conda create và các bạn gõ chữ prefix prefix giúp cho các bạn có thể specify cái path mà các bạn muốn cài đặt cái environment trong trường hợp này mình muốn cài đặt cái environment cho cái project tensorflow này ở trong folder có tên là vnv và cái python mình đang muốn sử dụng đó là python 3.11 hồi nãy các bạn thấy là mình lúc mình gõ python ở trên này đúng không thì là python 3.10 nhưng mà đối với cái tensorflow project này mình muốn là python 3.11 thì mình sẽ gõ là python 3.11 mình nắm enter thì bây giờ Conda nó sẽ collect những cái metadata của cái environment cho cái Python 3.11 và nó sẽ tạo một cái environment mới. Nó sẽ specify những cái package mà mình cần phải cài đặt cho cái environment với Python 3.11 thì mình bấm yes thì bây giờ nó đang được các package này được cài đặt và nó sẽ khởi tạo một cái environment có tên là VNV trong cái project TensorFlow của mình và bây giờ mình dùng lại Coda env list thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ có vẫn là base environment nhưng mà bây giờ mình sẽ có thêm một cái environment mới nữa nó nằm ở vị trí đó là trong trong cái folder vnv của project tensorflow. Bây giờ mình sẽ conda và activate cái vnv lên là mình muốn activate cái environment vnv lên. Thì bây giờ mình đang nằm trong cái environment vnv. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy là mình đang từ base environment mình đã chuyển sang cái environment VNV ở trong folder TensorFlow. Bây giờ mình check thử Python. Các bạn sẽ thấy là ở đây Python của mình đã là version 3.11 chứ không phải là 3.10 như là ở base environment. Nhưng mà ở đây có một cái vấn đề đó là khi mà các bạn thấy cái environment này nó đưa ra một cái list rất là dài. Tại vì nó là một đường dẫn absolute path Tức là nó sẽ dẫn đến cái vị trí mà mình store cái environment này luôn Đó chính là trong cái folder TensorFlow Nên là bây giờ mình muốn shorten nó thì mình sẽ phải set nó ở trong Conda AC Thì để làm được việc này các bạn sẽ gọi cho mình dòng lệnh đó là Conda config và gạch gạch set Rồi mình sẽ set cái environment prompt thì mình chỉ muốn đó là mình lấy name thôi chứ mình không muốn lấy toàn bộ cái đường dẫn chính Tức là muốn lấy tên của cái environment thôi chứ không muốn lấy toàn bộ cái đường dẫn Thì các bạn sẽ specify cho mình như thế này Rồi bây giờ mình sẽ deactivate cái environment này và mình chạy lại Conda deactivate Rồi bây giờ mình sẽ activate nó lại Conda activate VNV. Thì bây giờ các bạn thấy là cái environment của mình là nó chỉ lấy cái đúng cái tên của cái folder đó thôi đó là VNV. Thì hiện tại mình đang ở trong cái environment VNV và bước tiếp theo là mình sẽ cài đặt các cái dependency mà mình cần thiết cho cái project của mình. Thì project của mình là project về TensorFlow. Mình muốn chạy cái code có mình muốn chạy code của TensorFlow thế nên là mình sẽ phải cài đặt những cái dependency mà nó liên quan đến TensorFlow thì do là mình mình đang chạy trên chip của Apple nên là mình sẽ phải install thêm một số cái TensorFlow dependency cho Apple nên là các bạn phải dùng cái lệnh như mình là coda install gạch c apple tensorflow dependency thì mình để cho mình giải thích một chút thì cái dòng cái lệnh này đầu tiên là các bạn sẽ dùng cái dòng lệnh conda install nhưng ở đây mình phải change là mình phải thay đổi cái channel nó là channel của apple tức là mình sẽ point cái việc download các cái package này vào trong cái repo của apple và mình sẽ download cái tensorflow dependency xuống máy của mình các bạn enter thì bây giờ nó sẽ download cái package tensorflow dependency từ cái channel apple chứ không phải là từ channel conda force hoặc là của anaconda tại vì cái cái package này nó chỉ có ở trên channel apple mà thôi. Và bây giờ mình đã có cái tensorflow dependency đã install đã được cài đặt vào trong VNV của project TensorFlow Bước tiếp theo là mình sẽ install TensorFlow, package TensorFlow, macOS thì đối với các package này thì mình sẽ dùng pip install nha các bạn Như hồi nãy mình có nói thì Coda nó cho phép mình access pip luôn để install các cái package có trong PyPy nên là mình có thể dùng pip install bình thường Thì ở đây mình sẽ có hai cái package mình cần đó là TensorFlow cho macOS cũng như là TensorFlow cho Apple Metal thì đây là hai cái package mình cần phải xài cần phải cài đặt để chạy được tensorflow trên mac thì mình enter thì đối với pip thì các bạn sẽ thấy là nó phải download và nó compile các cái file lại với nhau bởi vì cái cái file của pip nó chỉ là những cái wheel file hoặc là những cái build distribution và nó phải review lại trên cái tùy cái hệ điều hành mà nó cài đặt chẳng hạn như ở đây thì mình đang xài đó là hệ điều hành uh, Mac OS và cấu trúc là ARM64 và Python là Python 3.11 nên nó phải download và review review lại recompile lại những cái file wheel này trước khi nó cài đặt nên nó sẽ tách một số thời gian nên mình sẽ post video lại Vậy là mình đã cài đặt xong TensorFlow bây giờ mình sẽ cài đặt thêm một số cái package cần thiết chẳng hạn như là Pandas NumPy hoặc là matplotlib clip thì ở đây mình chỉ cần dùng là một là pip install hai là coda install để được nha các bạn thì mình sẽ ở đây mình dùng là coda install pandas numpy matplotlib clip như các bạn đã thấy thì do là mình install bằng mình đã cài đặt bằng Conda nên rất là nhanh bởi vì nó là những cái file binary đã được build sẵn. Bây giờ chúng ta sẽ dùng nhau vào trong cái project TensorFlow mình sẽ cần gõ code chấm thì trong cái project TensorFlow này bây giờ mình có cái folder VNV là nơi mà mình chứa tất cả những cái dependency mà mình đã cài đặt ở cái bước 1. Bây giờ mình sẽ cùng nhau test thử coi là cái phần mềm này có chạy được hay không. Bây giờ mình sẽ có một cái file main.py và ở đây VS Code nó đã, đã tìm ra được là mình đang sử dụng conda environment thì để mà sử dụng thì nó recommend là mình nên integrate tích hợp cái environment này vào trong terminal mình sẽ cho phép nó tích hợp cái conda environment vào trong terminal. Và ở đây các bạn nhìn ở phía dưới này các bạn sẽ thấy là hiện tại mình đang sử dụng cái environment đó là vnv hồi nãy mình mới cài đặt với là phiên bản 3.11.6. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau import pandas spd import NumPy SNP import TensorFlow SDF rồi bây giờ mình sẽ print ra nhé mình sẽ print ra là tf config mình sẽ có một cái f string tf config f string và sau đó mình sẽ dùng cái tensorflow mình gọi config và mình sẽ list cái physical device ra để xem coi là trong cái máy của mình nó có CPU hay GPU hay không Ngoài ra mình cũng muốn in luôn thử luôn cả cái TensorFlow version TensorFlow version Thì đây mình là mình dùng F string và sau đó mình sẽ tf.version ở đây các bạn sẽ thấy là cái import NumPy và Pandas nó có cái dấu gạch đỏ dưới đây. Thật ra là nó code nó không bị lỗi đâu các bạn. Nhưng mà do là cái này, hai cái import này mình không có sử dụng nên là flag 8 nó sẽ flag là hai cái module này không sử dụng. Thì thường là chúng ta sẽ remove. Nhưng mà trong cái video này mình muốn demo cho các bạn là mình đã cài đặt cái Pandas cũng như NumPy vào trong cái môi trường cho cái project TensorFlow này nên là mình để ở đây luôn. Bây giờ thì để chạy được các bạn save lại và các bạn bấm cái nút mũi tên ở phía trên này thì VS Code nó sẽ tự động kích hoạt cái environment ở đây chính là cái environment VNV bây giờ các bạn thấy là cái folder VNV TensorFlow nó có cái mở ngoặc đúng mặt của VNV tức là nó đã nằm trong cái environment của VNV rồi và sau đó nó sẽ thực hiện cái script nó sẽ run cái script này và nó chạy thì đầu dòng đầu tiên nó sẽ tương ứng với lại là cái dòng TF config list physical device tức là mình sẽ list ra coi những cái device nào trên máy tính của mình thì ở đây mình sẽ có một con CPU device type các bạn thấy là CPU ngoài ra mình còn có con GPU luôn thì đối với bạn nào mấy bạn nào mà không có GPU thì nó sẽ không hiện ở đây còn ở đây mình có cả CPU lẫn GPU Graphical Processing Unit nên là nó sẽ hiện cả hai dòng này và cái TensorFlow version của mình là 2.14.0 vậy là mình đã cài đặt xong TensorFlow trên Mac OS cũng như là hướng dẫn cho các bạn cách để tạo một môi trường lập trình trí tuệ nhân tạo với lại là Honda trên máy tính của các bạn bằng cách là install cài đặt miniconda hoặc là mini force cũng như là cách để mà các bạn khởi tạo một cái virtual environment cho cái project của các bạn để các bạn đài đặt những cái package những cái dependency cần thiết cho cái project của mình mà không ảnh hưởng đến những cái setting những cái môi trường khác cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến giờ phút này và đừng quên nhấn like share comment cũng như subscribe để ủng hộ cho channel của Slaw còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại